hấp dẫn không mọi người ơi, bốc khói nghi ngút luôn. 3 luôn mọi người ơi. Đây, đây là cái tố gà hát cháo đồ xanh. Ở đây mình có thể thấy nè mọi người, hình như là gừng nè ha, hành nè, đó ngò nè. Xin chào các bạn, cô chú, anh chị, dì chú bác. Hôm nay mình thử đổi cái kiểu chào coi mọi người có thấy cái sự khác biệt gì không nha. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi bồi bổ chung với mình nha. Mấy ngày mình cho mọi người ăn trái cây nha ha. Đi mua sắm quần áo nè, đi bảo vệ sức khỏe nè. Mà mấy ngày mình quên giới thiệu món ăn cho mọi người. Thành ra là hôm nay chúng ta phải là bồi bổ lại thôi. Mọi người biết đây là đoạn đường nào không ạ? Chắc có lẽ là mình sẽ sử dụng mọi người nha, tại vì do là nó ngắn gọn nhưng mà rất là có nhiều ý nghĩa. Còn bây giờ mà mình cũng muốn thay đổi là các bạn cô chú, anh chị, dì, chú bác rồi thì nó hơi dài đúng không ạ? Mọi người cũng thông cảm cho mình tóm gọn lại cho mọi người nha. Mình rất là lịch sự, những người mà lớn tuổi là có thể là em hoặc anh. Lớn hơn tí thì có thể là anh hoặc chị, người gì, chú, bác, ông, bà. Nhưng mà do là nó hơi dài ở trong cái video á, thành ra là mình cũng không có thể nào mà mình cứ chào mọi người như vậy, chào từng người như vậy được. Thành ra là mọi người thông cảm giúp cho mình nha. Mọi người biết là chúng ta đang đi trên đường nào không ạ? Đây là đoạn đường Phạm Thái Bường, cuối đoạn đường Phạm Thái Bường. Cái chỗ vòng xoay hồi nãy là Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đó. Thì bây giờ mình đang dắt mọi người đi tới cầu Ông Me Lớn. Ồ, mọi người có thắc mắc là hôm nay tại sao mình dắt mọi người đi xa vậy không ạ? Thì mình vẫn còn nhớ hoài một cái món mà mình chưa giới thiệu với mọi người, mà ở trong thành phố Vĩnh Long của mình á là vẫn có bán. Nhưng mà theo như mình được biết á, cái món đó thì thuộc dạng là nổi tiếng và lâu đời nhất á, là của một cô đó, thì bán ở trong thành phố, nhưng mà khoảng thời gian sau này là dời xuống dưới đoạn đường dưới này. Dưới đây là địa phận Long Hồ nha mọi người. Mọi người có biết là đền thờ hình như là tướng Võ Văn Kiệt, đền thờ Phạm Hùng, xin lỗi mọi người, đền thờ Phạm Hùng nha. Đây, ở dưới chân cầu Ông Me nhỏ là đền thờ Phạm Hùng. Và mình sẽ dắt mọi người đi cùng thưởng thức một cái món với rất là bổ dưỡng và đầy đủ dưỡng chất, mà mình cũng quay thẻ theo yêu cầu của một chú hay bác hay ông gì đó, chú Minh ở bên Pháp, cũng muốn xem lại cái món này. Đó là món gà tìm thuốc bắc. Rồi, mình cũng tiết lộ với mọi người luôn rồi đó, là hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức món gà tìm thuốc bắc của một mấy cô bán lâu năm. Bây giờ hiện tại là cô bán ở dưới đoạn đường Long Hồ này. Đây thì mình thấy là xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nói chung cũng gần thôi mọi người, không có xa lắm, cách trung tâm thành phố tầm vài cây số thôi. Hôm nay mọi người thấy mặt trời đẹp không ạ? Hồi chiều chuyển mưa, buổi trưa cũng có mưa nè, nước hai bên đường nè, nhưng mà giờ thì đã tạnh rồi. Hiện tại bây giờ ở bên chỗ mình đang quay cho mọi người là 18 giờ, gần 18 giờ 30 rồi đó, gần 6 giờ rưỡi tối rồi đó. Nay chúng ta lưu lạc qua đây đó, để quay món gà tìm thuốc bắc cô chính. Theo như những người mà thuộc dạng là sành ăn á, về cái món này á, thì có lẽ là sẽ biết rất nhiều về cái món này của cô chính nè.
rất là nguy hiểm. Để mình xem. Kìa. Nói thật ra thì cái món gà tiềm thuốc bắc cô chín này á, là mình đã nghe rất là nhiều người góp ý như là kêu mình quay review để giới thiệu cho mọi người biết. Nhưng mà mình hình như có vẻ như là mình cũng chưa có thưởng thức lần nào. Nhưng mà một khi mà một món ăn mà được nhiều người biết tới, một nhiều người mà ấn tượng tới và kêu quay chia sẻ với mọi người, thì mình nghĩ cái món đó chắc chắn cũng phải là chất lượng. Rồi mọi người ơi, mình đã tới rồi nè. Đây, cô chín lành, gà ác tìm thuốc bắc. Hồi trước mình thấy là cô đệ cô chín không à, bây giờ có thêm cô chín lành nữa. Chỉ có một địa điểm duy nhất. Đó mọi người xem, các bạn đây nè, chỉ có một địa điểm duy nhất, gà ác tìm thuốc bắc cô chín lành. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào thưởng thức nha. Đây là không gian bên trong của quán gà ác tiềm thuốc bắc cô chín lành nè mọi người. Đây thì mình thấy có một chú bán, chắc có lẽ là ông xã cô ấy, không biết phải không nữa. Sau đây chúng ta sẽ vào và hỏi nha. Chào ba chú. À, chào cô. À, cô là cô chính phải không ạ? Dạ, con là một người là chuyên quảng cáo những cái món ăn ở Vĩnh Long. Đó thì hôm nay con ghé đến đây của cô là thông qua cũng là có một chú Minh ở bên Pháp á. À, cũng có gửi lời hỏi thăm cô chú. À, là hôm nay là con đến đây con quay cái món của mình giới thiệu cho mọi người ở Vĩnh Long biết tới và những người xa quê. Dạ. À, cô chú biết chú Minh không ạ? Biết. Anh dạ. Minh anh khỏe ha con? Dạ con nghĩ là chắc khỏe đó. Dạ. À, thành ra là chú Minh mới gửi lời thăm cô chú. Dạ. Dạ thăm qua con. Dạ. Rồi. Ở đây là mình bán gà tìm thuốc bắc hay mình còn bán nào khác không cô chính hả? Gà tìm thuốc bắc với cháo. Với cháo, cháo đậu xanh với hạt sen. Cháo đậu xanh, gà ác hạt sen. Dạ, có lẽ là hôm nay con sẽ thử hai món của cô chính. Để giới thiệu cho mọi người biết nha. Ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô chính? Bán là từ 7 giờ. 7 giờ sáng. Ờ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Tới 9 giờ tối. Dạ. Cái hết sớm thì à dạ hết sớm thì nghỉ sớm. Là coi như là hồi trước là cô chính bán ở đâu ạ? Cô chính bán xích chỗ này một chút à. Dạ. Còn cái khoảng thời gian sau này là ở đây là nhà của mình luôn hay gì cô? Nhà mình. Dạ. Còn bây giờ cô chính thì có thể là cho con hỏi một tí là cái gà ác của cô chính là cô chính bán được bao nhiêu lâu rồi? 30 năm rồi đó. 30 năm rồi. Hồi trước là cô chính cũng chỉ bán ở đây thôi hay cô chính mới đầu bán ở đâu? Cũng xích ở đây chút à. À dạ. Cũng khá cách đây cây số rồi. Bây giờ địa chỉ của mình là địa chỉ cô có thể là nói lại cho mọi người biết là địa chỉ của mình là đâu không ạ? Hiện tại của mình. Xã nào cô? Xã Long Phước. Xã Long Phước, huyện Long Hồ. Huyện Long Hồ. Thành phố Vĩnh Long. Cách bệnh viện phường 4, đường Phạm Thái Bường, Trần Đại Nghĩa là con thấy chắc khoảng 2 cây số không cô? Chắc cỡ đó. Đó. Dạ. Đền thờ Phạm Hùng xuống đây khoảng 500 mét. Dạ, vậy là coi như là Phạm Hùng là số ai cũng biết. Dạ rồi, giờ cách khoảng 1 km thôi. Dạ rồi, cô chính bán cho con hai cái món mà cô chính vừa giới thiệu nha. Đó. Rồi cô chính làm đi ạ. Dạ, mình và mọi người cùng đợi nha. Sau khoảng một thời gian chờ đợi thì cái thố gà ác tìm thuốc bắc ở chỗ cô chính lành của mình đã được đem ra rồi nè mọi người. Bây giờ chúng ta cùng xem nha, ở trong cái thố này con gà ác sẽ như thế nào nha. Wow, hấp dẫn không mọi người ơi, bốc khói nghi ngút luôn. Đây thịt gà ác nè mọi người. Mình cũng chia sẻ với mọi người luôn ha, cái món gà ác tìm thuốc bắc này là ngày xưa là bên vua chúa là đa số là cái món này là vua chúa đều ăn để bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực đó.
À, nhưng mà hiện nay là những đối với cái món này thì thuộc dạng là khá là đại trà rồi. Đối với những người mà sức khỏe mình kém đó thì mình thường xuyên ăn con gà này mỗi ngày một con thôi là sức khỏe sẽ tăng cường dồi dào nha mọi người. Người nhìn xem nè, thịt gà ác nè. À, từ cái da đúng không? À, nó sẽ có màu đen như vậy nè. Rồi chúng ta cũng thức nha mọi người. Nãy cô Chính có chia sẻ là cái thực đơn ở chỗ cô Chính lành bán đó mọi người là gồm món gà ác tiềm thuốc bắc và gà ác cháo đậu xanh. À, nghe rất là ngon luôn phải không mọi người? Nghe thôi, đậu xanh là nghe thôi đã biết là mát rồi đó. Kết hợp với thịt gà ác thì nó bổ nữa, rất là tuyệt vời. Rồi đây, mình kêu luôn cái thố gà ác cháo đậu xanh. Rồi sau đây chúng ta cùng xem nha. Trong cái thố gà ác cháo đậu xanh này như thế nào đây? 1, 2, 3. Không hỏi luôn mọi người ơi. Đây, đây là cái thố gà ác cháo đậu xanh. Ở đây mình có thể thấy nè mọi người. Hình như là gừng nè ha, hành nè, đó, ngò nè. Đậu xanh chắc nằm ở dưới nè. Đây được nấu cháo rồi. Một cái điểm đặc biệt mà mình thấy khi mà mọi người dùng cái món mà gà ác của cô Chính Lành á, từ cái món tiệm thuốc bắc hay là cháo đậu xanh á, là khi mọi người lại kêu là bắt đầu cô Chính Lành mới nấu ra, là luôn luôn đảm bảo cái sự mà nóng và thức ăn luôn là rất là tươi. Mình hấp dẫn không mọi người? Gà ác cháo đậu xanh. Đây, xe nhẹ một người cho mọi người xem một vòng nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ thưởng thức cái thố gà ác cháo đậu xanh này. Hấp dẫn không mọi người ha? Mình đã nhờ cháo của cô Chính quay á. À, chúng ta cùng xem lại nha. Đây cái thố gà ác tiềm thuốc bắc nè. À, mình nhìn xem hấp dẫn không? Thì đối với cái thố gà ác tiềm thuốc bắc này đó. À, cô Chính nè, không biết là làm với bao nhiêu vị thuốc hả cô Chính hả? À, 14 vị nha. Tới 14 vị lần nha mọi người. Rất là nhiều luôn. Nè mọi người xem ha. Trái tắc nè. Trái tắc rất là to luôn, rất là tươi luôn. Ăn kèm với là muối ớt. Hình như là muối ớt nhà làm. Dạ đúng rồi. Nhìn thấy nó, muối nó rất là đều, nó rất là nhuyễn luôn. Muối ớt tắc. Vị chua chua mặn mặn, ớt nó cay cay đó mọi người. Đúng bài luôn ha. Khi mà mình mở cái thố gà ác tiệm thuốc bắc ra thì cái mùi vị, cái mùi cảm nhận đầu tiên của mình là nó thơm lắm mọi người. Mọi người cũng biết như nãy mình có giới thiệu cho mọi người ha, là cái món gà ác tiệm thuốc bắc là ngày xưa là một cái món ăn của vua chúa. Hiện tại thì bây giờ là người dân của chúng ta là có thể là rất là dễ dàng để thưởng thức mà một cái tô như vậy rồi. Rồi caramel đây, đây cho mọi người xem nè, cái phần nước ở trong cái thố gà ác tiệm thuốc bắc ở chỗ của Chính nè, nhìn cái màu sắc mọi người thấy không, rất là đậm đà luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha để cái vị như thế nào nha. Wow, cái vị á mọi người, cái cảm nhận đầu tiên của mình á là cái mùi thơm, cái mùi thơm của thuốc bắc nó hòa quyện chung với cái thịt gà ác á, nó rất là thơm luôn trong cái nước. Và nhất là cái nước nha, cái vị của cái nước này á là cảm nhận của mình đó là nó ngọt ngọt nè, nó mặn mặn nè, nó rất là đậm đà luôn. Bởi bây giờ mình mới hiểu là tại sao mà nhiều bạn lại kêu mình review cái chỗ gà ác của cô Chính. Nước ngon lắm luôn mọi người, uống miếng nữa nha. Xin lỗi mọi người, mới nhiễu rồi. Rồi bây giờ chúng ta ha, tiếp tục coi thử bên trong cái thố gà ác nè là có những cái nguyên liệu thuốc bắc gì nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ mần thịt con gà ác. Đối với những cái nguyên liệu thuốc bắc này thì mình không rành lắm, chắc có lẽ là cô Chính gành hơn mình. À cô Chính, đối với những cái con gà ác này là mình có lựa là cái con là bao nhiêu ngày tuổi không cô? Có chứ. Dạ. Cái này là khoảng 20 ngày. Đó, cái đó là một cái chia sẻ bí quyết của cô Chính cho mọi người biết luôn, là gà ác là tầm khoảng chừng là 50 ngày tuổi. Đó, là coi như là chất lượng nó sẽ là tốt nhất. Đây thì rất là nhiều loại thuốc bắc luôn. Dạ.
Nhưng mà bây giờ mình sẽ đánh vô cái nhân vật chính của mình đi nha mọi người. Thì mình cho mọi người xem các vị thuốc mắc như vậy đó. Nhưng mà cái vấn đề chính ở vẫn là thịt gà ác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thịt nó thôi. Đó. Mình làm cái cánh trước nha. Chúng ta cùng thức cái cánh trước nè. Nè mọi người xem cái phần thịt ở trong cái phần cánh nè mọi người. Đó. Bóng khó nghi ngút luôn. Cái thịt của gà ác này đó mọi người, được cô chín nên đó, nó hòa quyện chung với cái nước, nó rất là thấm luôn. Thịt ngọt ngọt, mặn mặn, dẻ, yeah, mà rất là thơm luôn. Cái con gà ác ở trong cái thố của cô chín đó, mình thấy rất là to luôn. Giờ mình mới hiểu đó, đó là nguyên nhân vì sao mà mọi người đây 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 caramel gần tí mình sẽ tới đùi nha mọi người xem. Wow, hấp dẫn chưa. Rồi chúng ta cũng thức tới cái đùi nha mọi người ơi. Chấm vô cái chén muối ớt bắc. Chua chua của tắc, mặn mặn của muối, cay cay của ớt hòa quyện với ngọt ngọt mùi thơm ở trong thịt gà ác. Nước thuốc bắc tuyệt vời luôn mọi người ơi, ngon lắm luôn. Nếu mà mọi người có dịp á mà về Vĩnh Long á thì mọi người hãy thử cái thố gà ác từ thuốc bắc ở chỗ khu chính nha, cách đền thờ Phạm Hùng tầm khoảng 500m thôi, có nghĩa là cách bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đó, phường 4 á, đường Phạm Thái Bường hay là Trần Đại Nghĩa đó, tầm khoảng chừng hơn 1 km thôi. Rồi bây giờ chúng ta thử qua cái món gà ác nấu cháo đậu xanh nha. Để chút xíu mình sẽ ăn thêm nha. Đây, nhắc mọi người vô luôn. Nay tự tận dụng được cháo của cô chính rồi nha, phải tận dụng hết sức mình luôn. Đây, mà mọi người đây, đây đây mọi người xem lại nha. À, hấp dẫn không mọi người ơi. Gà ác nấu cháo đậu xanh. Hồi nãy mình cũng có quay sơ cho mọi người xem ha. Bây giờ chúng ta xem cháo đậu xanh sẽ ra sao nè. Nằm dưới đây đây. À có hạt sen nữa. Cháo đậu xanh hạt sen. Nè mọi người, nè mọi người xem đậu xanh nè. À, được nấu trong cháo nè. Mình xem hạt sen nha, cho mọi người xem hạt sen của mình nha. Đây 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 hạt sen đây mọi người ơi. Cháo đậu xanh hạt sen gà ác. Trời ơi nó mát, nghe đậu xanh nó mát, hạt sen nó bổ, mà gà ác nó lại béo nữa, bổ nữa. Một thố như vậy thì có giá bao nhiêu tiền con? Dạ tùy loại, nhưng mà loại chú đang ăn là 50.000. À, vậy là đa số là từ 50.000. Dạ từ 40, 50 hoặc 60. À có nghĩa là tùy theo cái con gà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi chúng ta cùng thử cái nước nha mọi người. Quên cho mọi người xem. Đây đây đây, caramel. Nước cháo đậu xanh nè. Nhìn cũng đậm đà không kém luôn đó. Gừng. Dạ. Hành, ngò. Nói chung là đầy đủ các loại gia vị. Đó. Vừa giúp mọi người là có thể là dễ cảm nè. Đó, vừa tăng mà sức khỏe. Cái mùi gừng nó thơm, nó ấm, cái đậu xanh nó mát gì đâu mọi người, không thể tưởng tượng được luôn. Mình là mình rất ít ăn cháo luôn đó, nhưng mà thật sự là mình cảm giác là cái vị ở trong cái hố mà cháo gà ác đậu xanh hạt sen của cô chính danh bất hư truyền luôn đó. Ngon tuyệt vời luôn mọi người. Bây giờ Vĩnh Long mà mình kiếm một chỗ bán như vậy á, nói chung là cũng hơi khó đó. Mà cái chỗ mà chất lượng hơn á thì nó lại càng khó hơn nữa. Đó là lý do tại sao là mình phải chạy từ Vĩnh Long mà mình xuống nói thì Long Hồ thì nó hơi xa thôi, nhưng mà thật ra cũng cách Vĩnh Long tầm vài cây số thôi.
không sao lắm đâu mọi người. Xanh nó béo, nó mát, hạt sen hả? Ngon lắm mọi người, bây giờ chúng ta sẽ thịt tiếp nha. Sẽ thịt tiếp. Rồi. Hình như là con gà ác cái đặc điểm là có phải là nó có 5 cái... Dạ, cái chân... 5 ngón. À dạ, 5 móng. Đó, mọi người xem. Rồi, chúng ta bận thịt tiếp nha. Để xem cái vị ở trong cháo đậu xanh này có khác với cái tiệm thuốc bắc hay không nha. Hấp dẫn không mọi người? Wow. Mỗi con gà ác như vậy thì lúc mà mình chưa chế biến thì nó tầm khoảng bao nhiêu gram cua chín hả? Dạ. Đó là trọng lượng vừa phải nha. Mà nếu mà tối đa của nó là được bao nhiêu cua chín? Tối đa của nó là 220-250 gram. Còn nó lớn luôn thì được bao nhiêu cua chín? Nếu nó lớn nó đẻ thì khoảng 1 kg, 1 kg. Khi mà mọi người á ăn cái thịt gà ác trong cháo đậu xanh này, mọi người sẽ cảm nhận là cái hương vị nó sẽ khác biệt so với gà tiệm thuốc bắc. Mặc dù là cái độ ngọt, cái độ dai của thịt với da nhưng mà cái vị, mà cái hương vị ở trong á chắc chắn là sẽ là cái sự khác biệt. Mà chỉ là có chung một câu thôi là ngon tuyệt vời. Vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha. Chỗ bán ủa hồi trước con thấy là cua chín là để là cua chín chứ không có chữ lành phải không ạ? À vậy đó hả? À có nghĩa là ngày trước là cô chính chỉ để là gà ác tiền thuốc bắc cô chính thôi, nhưng mà do là nhiều người nhái bản quyền đó, thành ra là cô chính quyết định là để thêm cái tên của mình vô là cô chính lành. Là một chủ thôi nha mọi người, và chỉ bán một điểm duy nhất tại ấp Long Phước, huyện Long Hồ, ấp Long Thuận, à xã Long Thuận, à ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì như mình xin nhắc lại với mọi người là chỗ của chính bán là cách đền thờ Phong Hùng khoảng chừng 500-700m thôi. Thì cách cách bệnh viện phường 4 á thì tầm khoảng 1 cây số hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Chào tạm biệt tất cả mọi người.